Xin chào các thầy cô, tôi tên là Ngọc Anh, rất vui khi gặp lại các thầy cô trong video chia sẻ về cách sử dụng bộ sách Storyland dành cho học sinh cấp tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5 này. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô cách mà cá nhân tôi đã áp dụng bộ sách Storyland vào công việc giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và ở đây cụ thể là học sinh lớp 5 song song với chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chia sẻ của tôi gồm 2 phần chính. Thứ nhất là sử dụng Storyland thích hợp với sách giáo khoa làm học liệu thay thế cho một hoặc nhiều phần nội dung trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai, tôi sẽ sử dụng Storyland làm giáo trình bổ trợ để dạy và tiết tăng cường sau các tiết học chính khóa của sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sau đây, tôi xin chia sẻ với các thầy cô chi tiết phần nội dung thứ nhất về cách mà tôi đã sử dụng học liệu trong sách Storyland để thay thế cho một hoặc nhiều nội dung trong sách giáo khoa. Cụ thể, tôi xin lấy ví dụ về Unit 9 Lesson 3 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5. Về tiết học này, chúng ta hãy cùng nhìn lại phần mục tiêu của bài học. Về kiến thức, học sinh sẽ nắm được những từ và cụm từ có liên quan tới chủ đề các con vật trong sở thú. Học sinh cũng nắm được cách đọc các câu hỏi và câu trả lời với đúng âm điệu và trọng âm của câu. Về kỹ năng, học sinh sẽ tập trung vào kỹ năng nghe và kỹ năng viết trong tiết học này. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến cách tôi đã thay thế nội dung trong sách giáo khoa bằng Storyland để dạy kỹ năng viết. Như chúng ta đã biết, phần bài tập cho kỹ năng viết trong sách giáo khoa bao gồm bài tập số 4 và bài tập số 5. Để học sinh có thể đọc hiểu được đoạn văn trong bài tập số 4, thông thường giáo viên chúng ta sẽ cần xây dựng thêm ít nhất là một hoạt động hoặc một bài tập nhỏ để cung cấp vốn từ về các con vật trong bài cho học sinh. Ví dụ, trong bài này, tôi sẽ phải dạy trước những từ vựng sau rồi mới cho học sinh đọc bài. Đó là các từ peacock, monkey, panda, elephant and tiger. Sau khi làm xong bài tập số 4, học sinh sẽ chuyển ngay sang bài tập số 5 để tự viết về một chuyến đi tới sở thú của mình. Cá nhân tôi cảm thấy rất tiếc khi trong bài tập này chưa khai thác được tác dụng của các từ nối như first, then, next, in the end trong bài 4 mà đã chuyển luôn sang bài tập số 5. Vậy giải pháp ở đây là gì? Tôi đã thử mạnh dạn thay thế nội dung bài tập số 4 bằng phần học liệu sẵn có trong Storyland Book 5 Unit 9 với một câu chuyện có tên Great Says Hello. Như tôi đã giới thiệu trong video trước, nội dung của sách Storyland được xây dựng rất sát với các chủ đề và bài học trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được phần nội dung mà chúng ta muốn thay thế. Vậy tôi đã làm như thế nào? Tôi sẽ cho các em học sinh làm bài tập số 1 trong Storyland Unit 9 Great Says Hello. Phần bài tập này chính là bước cung cấp từ vựng về các con vật trong sở thú sẽ xuất hiện trong câu chuyện. Và khi đã nắm rõ từ vựng, các em học sinh sẽ được đọc một câu chuyện về chuyến đi tới sở thú lần đầu tiên của bạn Grace. Sau khi đọc xong câu chuyện, các em sẽ làm một bài tập nối để hiểu rõ hơn về mạch chính câu chuyện. Bài tập này được thiết kế tương tự với cấu trúc bài tập số 4 trong sách giáo khoa. Và sau khi làm bài tập nối xong, tôi sẽ nhấn mạnh về các từ first, then, next, in the end được dùng trong bài viết đoạn kể về trình tự các hoạt động. Tiếp đó, tôi sẽ yêu cầu học sinh làm bài tập số 3 trong Storyland để hiểu rõ hơn về cách dùng first, then, next, in the end. Như vậy, với Storyland, tôi đã triển khai và phân tích rõ hơn về từ vựng, về cấu trúc có liên quan tới bài đọc. Học sinh được tiếp cận với kiến thức từng bước một và được làm bài luyện tập áp dụng kiến thức đó luôn. Và sau khi học sinh đã hiểu được cấu trúc của một đoạn văn kể chuyện, tôi mới quay trở lại sách giáo khoa và yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập số 5. Lúc này, tôi tin chắc rằng học sinh đã có thể tự tin để viết về một chuyến đi đầu tiên tới sở thú như thế nào rồi. Sau đây, tôi xin tiếp tục chia sẻ về cách tôi đã dùng bộ sách Storyland làm giáo trình giảng dạy trong các tiết học tăng cường sau các tiết chính khóa trên lớp. Một lần nữa, tôi xin được nhấn mạnh lại rằng bộ sách Storyland có nội dung được thiết kế rất sát với chương trình học chính khóa tiếng Anh theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy nên, giáo viên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bộ sách Storyland như một bộ giáo trình nhằm củng cố kiến thức cho các em học sinh. Tôi đã áp dụng Storyland vào rất nhiều các tiết dạy tăng cường cho học sinh của mình và tôi rất tâm đắc với các dạng bài tập củng cố kiến thức của Storyland. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể về tiết học Unit 1 Lesson 1 What's to Address trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nào, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại trọng tâm kiến thức và kỹ năng của bài học nhé. Sau tiết học, học sinh sẽ biết cách hỏi và trả lời những câu hỏi về địa chỉ. Học sinh còn được luyện tập kỹ năng nghe và nói trong bài này.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng tiết học này tập trung vào hai kỹ năng chính là nghe và nói, mặc dù cũng có một bài tập nhỏ về kỹ năng đọc. Và tôi đã quyết định dùng bộ sách Storyland để dạy tiết tiếng Anh tăng cường nhằm củng cố kiến thức và bổ sung thêm hai kỹ năng đọc và viết cho các em học sinh. Sau khi các em học sinh đã được rèn luyện kỹ năng nghe và nói theo chương trình sách giáo khoa trên lớp, thì tiết học bổ trợ này nhằm củng cố thêm hai kỹ năng đọc và viết cho học sinh có thể diễn ra như sau. Vậy trong tiết học bổ trợ này, các em học sinh sẽ được đọc một câu chuyện có tựa đề Watching and Waiting, kể về nơi ở của bạn Sam và những sự vật, sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh đó. Trước khi đọc truyện, giáo viên sẽ cung cấp từ vựng trong bài cho các em học sinh thông qua bài tập số 1 Match, then say the words aloud. Học sinh sẽ được ôn tập lại các từ đã học trước đó như street, tower, bus and flat. Sau khi đã ôn tập về từ vựng, học sinh sẽ đọc câu chuyện hoặc nhìn tranh nghe bạn đọc. Tiếp đó, học sinh sẽ làm các bài tập đọc hiểu số 2, read the story again and circle A or B. Học sinh sẽ luyện tập thêm được kỹ năng scanning để đọc tìm thông tin cho bài tập này. Cuối cùng, học sinh sẽ hoàn thành bài tập số 3, order the words, để luyện kỹ năng viết. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, bằng việc sử dụng thêm bộ sách Storyland, giáo viên có thể bổ trợ thêm các kỹ năng còn thiếu trong bài học trên lớp, đảm bảo học sinh được luyện tập đủ 4 kỹ năng trong việc học ngôn ngữ, đó là nghe, nói, đọc, viết, mà hoàn toàn yên tâm rằng nội dung của Storyland và của sách giáo khoa rất sát nhau và rất tương thích với nhau. Thầy cô thân mến, trong video này tôi đã chia sẻ với các thầy cô cách thức mà tôi đã áp dụng với bộ sách Storyland vào công việc giảng dạy của mình. Hy vọng rằng các thầy cô cảm thấy hứng thú với thông tin mà tôi mang lại. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô. Goodbye and see you again.